Lời dặn sau khi đeo hàm nó lắp chỉnh nha. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Cường. Và sau đây là lời dặn sau khi đeo hàm nó lắp chỉnh nha. Sau khi đeo hàm nó lắp chỉnh nha thì chúng ta có thể gặp một số dấu hiệu sau. Thứ nhất là đau. Đau thì có thể xảy ra cái tình trạng đau nhức răng hoặc là đau lợi. Thông thường trong tuần đầu thì bác sĩ sẽ chưa kích hoạt cái hàm chỉnh nha để các bé làm quen. Và nếu bé bị đau nhiều, không chịu đeo hàm thì bố mẹ nên đưa con qua phòng khám để bác sĩ chỉnh sớm, tránh gây ra cái tình trạng đau gây hoặc là bất lợi. Thứ hai là tình trạng nhiều nước bọt. Cái tình trạng tăng tiết nước bọt này thì có thể xảy ra trong tuần đầu và giảm các tuần kế tiếp, nên là bố mẹ cũng không cần phải quá lo lắng. Thứ ba là nói ngọng. Khi mà chúng ta đeo hàm thì phát âm của bé sẽ bị thay đổi theo hàm chỉnh nha, cho nên bé sẽ phải tập phát âm. Có thể tạm thời là tháo ra để không ảnh hưởng đến kết quả học tập khi mà bé học. Sau khi học xong thì bé lại tiếp tục đeo hàm chỉnh nha. Thứ tư là cái hiện tượng mất hàm thì khi mà đưa hàm chỉnh nha đầu tiên, các bác sĩ sẽ đưa kèm một cái hộp đựng dụng cụ chỉnh nha để bé bắt buộc phải đặt vào cái hộp để giữ cái hàm đó sau khi mà bé tháo cái hàm chỉnh nha ra. Sau đây sẽ là những cái việc cần làm trong quá trình đeo hàm chỉnh nha. Đầu tiên là khi mà đeo hàm liên tục trong cả ngày để làm quen với hàm và tăng hiệu quả điều trị, trừ lúc ăn. Thì việc này thì cần cái sự tự giác của bé và sự quan tâm nhắc nhở của bố mẹ. Sau khi ăn xong 30 phút thì nên vệ sinh răng và dùng bàn chải lẫn kem đánh răng để vệ sinh luôn hàm chỉnh nha. Thứ ba là tháo lắp đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh thay đổi hình dạng của hàm dẫn đến thay đổi kế hoạch điều trị của bác sĩ. Thứ tư là mỗi tuần trên một lần thì bố mẹ sẽ cho bé tới phòng khám để chỉnh hàm định kỳ, giúp cho đúng tiến độ chỉnh nha cho bé và tránh những cái vướng víu khó chịu cho bé. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể phát hiện cái tình trạng sâu răng hoặc các triệu chứng khác của răng miệng, từ đó để điều trị triệt để và đảm bảo sức khỏe răng miệng cho bé. Và cuối cùng là khi không sử dụng hàm thì các bé phải để vào trong cái hộp đựng giữ để bảo quản hàm. Một số việc cần tránh trong quá trình đeo hàm chỉnh nha. Thứ nhất là không cắn hoặc nghiến mạnh vào gây làm gãy cái hàm chỉnh nha. Thứ hai là không bẻ hoặc là thay đổi hình dạng của hàm dẫn tới thay đổi cái kế hoạch điều trị cũng như là có thể gây gãy hàm. Xin chào các bạn, trên đây là những lời dặn mà sau khi đeo hàm tháo lắp chỉnh nha. Xin hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Xin chào.